Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 1985 Studio. Mình là Quân. Thì hôm nay vẫn tiếp tục cái series trước là về chụp về chất liệu thủy tinh. Lần trước thì mình hướng dẫn về chụp ảnh thương mại điện tử. Chất liệu thủy tinh là chai rượu mini. Thì lần clip này vẫn tiếp tục là những chai rượu đó thôi. Nhưng mà mình sẽ cho nó các dạng ánh sáng khác nhau, kiểu như là cái concept về ánh sáng. Thì mình sẽ set up cái ánh sáng cho nó nhìn bắt mắt, ấn tượng hơn là chụp sản phẩm thương mại. Thì mình đang bày sẵn đây là hai đèn phát sáng và phông đen, phông trắng. Thì mình sẽ chụp và với phông đen và phông trắng luôn, và mình sẽ có dùng một vài hiệu ứng chút xíu để cho nó bắt mắt về ánh sáng. Rồi như các bạn đã thấy đây thì mình đang set vẫn như lần trước, mình vẫn set một cái đèn Keylight là đèn ven đến từ góc 90 độ qua, có dùng tản, và một cái đèn khác là sẽ đánh vào background. Thì bạn thấy đốm sáng trắng trên này không, thì mình sẽ dùng đến hiệu ứng vào background thôi. Khi đó cái ánh sáng chính khi light là chỉ là một cái đèn ven 90 độ qua ha. Thì cái đèn này nó sẽ đánh vào background để làm gì thì lát nữa mình sẽ cho bạn thấy cái hiệu ứng của nó. Thì cái này gọi là cái snoot, snoot là gom ánh sáng lại, kiểu như đánh background hiệu ứng gom sáng, hay là đánh vào chi tiết của sản phẩm vậy. Ở đây mình cũng có dùng vẫn là cái chai rượu martini, nên để trên một cái bục và có một tấm bìa. Tấm bìa này thì có tác dụng sẽ hắt sáng qua. Nhưng khi cái hắt sáng lớn này nó không có đánh được tới, thì mình sẽ khi chụp những vật càng nhỏ nè thì mình sẽ dùng những cái ha, bìa cắt tông như vậy, hoặc là những tấm phông trắng. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào chụp luôn nha. À, về góc máy thì bạn thấy mình đang để góc máy thấp để chụp lên. Giờ bạn coi cái tấm hình nó đang hiển thị trên màn hình này. À, thì mình sẽ chọn một góc thấp. Thì ý của mình là muốn cái chụp này kiểu như là cho nó cái chai rượu của bạn ra tỏ nó sừng sững, nó oai nghiêm, nó hùng vĩ hơn. Thì sẽ tùy thuộc vào góc chụp của mình. Đấy, thì đây là cái mình đang bố trí ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đèn Keylight để góc 9 độ trước để xem tác dụng của nó lên. Thì khi chụp để nó cho nó rõ ràng thì bạn nên test từng đèn để thấy tác dụng của cái đèn, từng đèn nó lên sản phẩm như thế nào, để các bạn thấy rõ hơn cái nguồn sáng của nó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái đèn này trước ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái đèn Keylight thôi. Thì cái góc nó đang là 90 độ hướng qua nè. Thì cái lần vì sao mình dùng cái tản thì lần trước mình có nói rồi, thì tản để cho ánh sáng nó đánh lên nó mềm mềm cái ánh sáng hơn, nó không bị gắt cái mắt quá. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử trước với một đèn góc 90 độ nè. Thì do không có ai phụ mình đang tự quay nên mình phải vừa giữ vừa chụp thôi. Rồi các bạn thấy khi chụp thì với chỉ với một đèn, quên, mình cũng khoan khoan để cái hắt sáng này đi thì nó sẽ thấy rõ ràng ha. Bây giờ mình sẽ chụp lại ha. Rồi, khi chụp với một đèn nè là các bạn để ý nha. Đấy, thì thấy ánh sáng cái đường ven bên kia nó rõ ràng, nó đổi bật sản phẩm rồi, thì cái đèn đen nó cảm giác như nó cái sản phẩm nó tương phản mạnh hơn, đẹp hơn. Mình cảm thấy một đèn thì nó cũng cũng hầu như nó cũng đẹp đẹp rồi đó, nhưng mà để cho nó hoàn thiện hơn thì mình nên bổ sung nhiều thứ khác nữa. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái miếng hắt sáng này, mình để cái bên, chắc để gần cho bạn thấy. Rồi bây giờ sau khi chụp với một đèn Keylight góc 90 độ rồi thì bạn thấy hình ảnh đó. Bây giờ mình muốn bù cho phần này sáng lên thì mình sẽ dùng tấm bìa này. Mình để qua cái bên. Để cái này là khi nó đánh ánh sáng giờ nó hắt lên đây. Cái này hơi thấp nên khi chụp mình sẽ cầm nó lên chút xíu nữa. Đấy ha. Rồi bây giờ mình chụp thử nha. Ý là cái cầm này lại không ai cầm này. Rồi bây giờ mình sẽ chụp thử. Đấy các bạn xem.
Khi mà có tấm phát sáng này vô thì nó đã có một cái viên sáng cái bên cái nhãn nè, làm cái nhãn sáng sủa hơn nè, thấy không? Thì với một cái đèn như vậy thì các bạn thấy thì với cái sản phẩm này thì nó đã đủ đẹp với cái nền đen rồi. Nhưng mà mình muốn nó ấn tượng hơn, đẹp hơn thì mình sẽ dùng thêm một cái đèn đánh phông, đánh bích rao với dùng thêm xenút xenút. Cái xe nút này thì có tác dụng gì? Vậy các bạn xem kỹ ha. Khi bật lên các bạn sẽ thấy ánh sáng nó chiếu tròn vô cái background nè. Thì khi mà mình chụp á. Rồi bây giờ bạn thử coi màn hình view của mình á. Thì bạn thấy nè. Nó sẽ có một cái luồng sáng phía sau để cho nó có khối nó đẹp hơn cái sản phẩm của mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử chụp với cái ánh sáng này. Sau đó mình sẽ thêm cho một cái lớp filter màu vô nữa xem sao ha. Nhưng trước hết thì mình còn sẽ test riêng cái đèn đó. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn, bớt cái đèn ven Keylight này đi. Rồi mình sẽ test với một đèn đó. Rồi chụp nha. Đấy các bạn thấy cái hình nè đó, khi với chỉ với một đèn đến bích rau á thì nó sẽ hiển thị cái snoot nó đến gom ánh sáng lại. Nó sẽ tạo ra một cái luồng sáng phía sau bích rau để cho bích rau nó ấn tượng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cả hai đèn. Rồi vận mình hồi nãy như thế nào thì mình làm y lại như vậy thôi, nhưng mà chỉ với bổ sung thêm một đèn đánh bên ra. Rồi các bạn nhìn sản phẩm nè. Đấy, khi có một cái luồng sáng đánh vô, phía bên đang đánh vô thì sản phẩm nó các bạn nổi bật hơn là cái ảnh trước. Nó đẹp, nhìn đẹp mắt hơn. Nhưng mà mình vẫn chưa ưng một chỗ là phía trước nữa, phía trước này nè. Rồi, tấm hình là hồi nãy ok rồi, mọi thứ hoàn hảo rồi, nhưng mà phía trước này nó vẫn thiếu sáng chút, cho nên mình sẽ cho thêm một cái đèn nữa phía xa đằng sau. Đấy, thì mình sẽ bổ sung cái đèn này, nhưng mà mình không để gần quá thì nó sẽ bị bóng độ mạnh lên quá, cho mình sẽ cho nó dời ra cách đó khoảng 2-3 mét để nó bù lại phần phần trước cái sản phẩm thôi. Đó. Rồi mình sẽ bù vào một cái đèn. Hồi như hồi nãy như chụp về sản phẩm thương mại mình sẽ để nó đến full full line từ trên xuống, nhưng mà do chụp này mình được ánh sáng đặc biệt hơn, nổi bật ấn tượng sản phẩm hơn thì mình sẽ bù thêm đèn nó để xa thôi. Nó cái khoảng cách này nó khoảng cũng khoảng 2 mét so với sản phẩm để nó bù phía trước cái mặt sản phẩm thôi. Rồi bây giờ mình thử xem sao. Rồi bây giờ tấm hình này sẽ là một đèn Keylight 90 góc 90 độ có miếng tạng, filter tạng, một cái đánh vết rào với snoot tủ sáng. Và một miếng hắt sáng với một cái đèn bù phía sau. Rồi bây giờ mình chụp thử nha. Rồi các bạn thấy so với tấm trước thì tấm này cái mặt trước nó đã được bù miếng sáng thì nó sẽ rõ ràng chi tiết hơn. Nhưng mà sao vẫn cảm thấy nó không đẹp. Thôi nếu không đẹp thì các bạn nên bỏ đi. Ok. Mình cái gì mình cũng nên thử, không được thì mình bỏ thôi. Bây giờ mình sẽ chụp lại nha. Ok, thôi, không có đèn đằng sau vẫn đẹp hơn. Rồi bây giờ mình muốn thêm một cái hiệu ứng màu sắc thì bây giờ mình sẽ dùng cái filter đỏ này nè. Mình để trước cái đèn snoot để cho nó đánh vô nó sẽ to ra cái màu đỏ ở bên ra. Rồi mình thử nha. Đấy các bạn thấy thì có một cái filter màu đỏ do thì cái hình nó xanh có hiệu ứng đỏ lên, ví dụ mình chỉnh thêm vơ sáu thì nó sẽ nâng tương phản lên thì nó sẽ dễ đẹp. Và như các bạn đã thấy đây thì mình đã không bỏ cái nền đen nữa mà mình cho cái nền màu trắng thôi.
Thì để khi sở dĩ mình làm vậy để cho các bạn thấy rõ là với nền đen nền trắng thì nó cảm xúc về cái ánh sáng như thế nào. Ánh sáng thì mình vẫn để giống như hồi nãy thôi, nó không khác cái gì hết. Cái chai rượu thì mình thay chợ chai rượu màu đỏ thì có ánh sáng đó, thay chai rượu màu đỏ thôi thì các loại thủy tinh mà nó tương đồng nhau thì nó sẽ hầu như là nó sẽ cho ra khác nhau, chỉ khác một cái là thấy cái này. Khác một cái là đây, mình có gắn thêm cái tổ ong vô cho cái snood nè. Các bạn thấy ánh sáng nó phát ra nó có một cái lưới nè, thì nó để nó gom cái ánh sáng lại, nó không nó bị lan ra giống này nữa. Thì ánh sáng vẫn như cũ. Giờ mình sẽ chụp với ánh sáng này nha. Thì ánh sáng này mình đang để là mình chưa có dùng cái bánh bìa phát sáng này để bạn xem thế nào. Đó, với khi mà chưa có bìa sáng thì bạn thấy cái phần trước logo phần trước nè nó tối, tại vì nó không có nào bù vô hết, nó chỉ đang nhận ánh sáng góc 90 độ, không cũng nó không 90 độ hạnh mình, nó hơi phía sau một xíu là chính thôi, còn này đánh với phong thì nhiều khi nó không ảnh hưởng hết rồi. Còn các bạn thấy cái đèn sau nó có cái tổ ong nên ánh sáng nó gom lại nè, nó gom lại mạnh hơn, nó gom lại và mình cũng có giảm đèn rồi cho nó không bị cháy cái nền trắng. Rồi bây giờ cũng như vậy mà mình sẽ để tấm bìa vô. Rồi bây giờ mình sẽ bù thêm sáng bằng cái tấm bìa giấy cạc tông nha. Rồi các bạn để sao cho điện nhìn màn hình nó không bị dịch thấy cái dính cái bìa cạc tông á. Các bạn thấy ánh sáng nè, nó đã vô nè. Rồi bây giờ mình thử chụp nha. Rồi, các bạn xem hình đấy, thấy các bạn có thấy sự lợi hại của cái bị cạc thông chưa, nên khi chụp sản phẩm những cái chất liệu mà nhỏ luôn luôn cần thiết, nó đã bù thêm sáng được cái phần logo rồi đó, cái logo nổi cái nhũ vàng lên luôn đấy. Các bạn thấy tác dụng thần kỳ của những cái bìa cạc thông trắng hay là foam trắng chưa. Các bạn khi chụp sản phẩm nên cần thiết, tấm hình của mình bây giờ là quá ok luôn. Mình cũng như vậy mà mình thay một sản phẩm khác. Sau khi chụp xong các loại chai xong với ánh sáng mà đặc biệt với nền trắng và nền đen thì bài học hôm nay cái tiếp hướng dẫn hôm nay kết thúc, mà sẽ gặp lại các bạn lần sau cho những tiếp về các chất liệu khác, có thể là đồ ăn, có thể là bất kỳ cái gì đó mà mình tự nhiên mình thấy có cảm hứng để làm. Rồi mong các bạn like hoặc là dislike nếu các bạn không thích. Nếu các bạn thích thì bạn cho một cái like hoặc subscribe và hoặc là comment phía dưới để góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn về các tip hướng dẫn của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.